Ui anh em ơi, gặp phải cây này đẹp quá anh em ạ, chẳng biết nói gì. Giáng long này, ui dồi ôi sao đẹp thế này các bác ơi, quá đẹp luôn các bác. Cây này là có 102 rồi. Anh đứng gần vào đây rồi em ơi. Đây là đợt anh đánh cây kia kéo xuống. Nói là cái này Hai. mất luôn. Hả? Hai. Quá ok anh ạ. Tay cảnh thì khoái phải nói luôn. Nó Đây sung này. lết luôn nhá. Quá đây luôn này. Cái này đúng đặt ở quê các cụ thì. Các cụ ơi, các cụ ở quê cứ ngắm cây thôi. Cây này thì đẹp tuyệt vời luôn các cụ ạ. Cây này quá đẹp. Cây này đẹp thật. Cây này đẹp. Cây này cây công lâm. Này đẹp nhỉ. Cây này quá chất. Không phải nói nữa rồi. Đấy, các bác cứ xuống tiền thôi. Đấy, để các cụ chơi ở quê cho sướng đời. Cái này mà không sở hữu thì phí cả cuộc đời luôn. Em phải chơi quả sung lếp như này mới được. Mẫu là phải chơi luôn bây giờ. Các bác các cụ ơi, ở quê mà chơi được cây này thì đúng đẳng cấp luôn các cụ ạ. Con Vượng Hải Dương hôm nay đi quay cây cảnh đây, nhưng mà thật ra là đúng là hiếm gặp những cây này rồi, chỉ có những người có duyên mới gặp được thôi. Phong cảnh hữu tình thế này. Đấy, nhà đại gia nào đặt vào thì bác khỏi phải chê luôn.